Rồi. Thấp thấp xuống, thấp thấp xuống như vậy sao nhỉ? Di chuyển theo những phần khác, quay phần nào để đối diện với này. Tóc này vừa cắt và nhuộm nhé mọi người nhá. Tóc này là ở phần ngọn là level 6,5 và phần chân tóc là level 3, là tóc đen và sợi to nha. Là tóc này nhuộm một mình vừa xử lý một lần là xong. Tóc mà bốp, tóc ngắn có đẹp hay không là quan trọng. Nếu mà mình đi theo cái trường, mình hướng theo cái phong cách mà theo kiểu mà lịch sự thì văn phòng thì đường nét phải sạch, tiêu chuẩn. Đây là tóc này là lớp bên trong mọi người nhé. Đây này, kỹ thuật lớp bên trong, cắt ẩn bên trong á, tại vì khách muốn cúp tự nhiên. Anh em mặc á. Đối diện là Vân lúc nào mà đối diện? Dạ anh chán cái đầu anh đâu á. Em cũng biết. Cái này là tôi lại thấy quay về di chuyển đấy anh chắc cũng như di chuyển đâu, di chuyển đấy nhưng mà đúng một chỗ thôi. Cái phần những cái phần làm tóc mà cắt đường lai mà ngay phần vị trí mà phần xương hàm với lại cổ nó rất là khó, nó bậc, nó không phải là một mặt phẳng mọi người. Nên cái phần này là mình cần phải rất kỹ. Cái phần da nó không có đều. Chị, ở trong kia có hai cái quần xì á chị, của chị Trúc bên mình ba hôm bữa chị Trúc tới hết nha chị. Anh ơi, để cái đây đắt nữa nữa đâu nha. Đó, cho em. Cái này sao? Chứ đâu. Ừ, cho thêm hả? Cho thêm. Ừ, anh vừa ấy mua xong thì... Trời ơi, để nó đi làm luôn. Mua... Chị, có hai cái quần, em đỡ cho chị nè. Hai cái quần xì đó của chị Trúc bên mình ba á. Đây là chị mình xì một cái lót. Quần sợ lộn xộn quá. Hả?
đó, ở trên cờ đó. Anh vô hình ảnh nhau á. Bên này, bên này, bên này. May rồi đấy, chồng rồi. Ở trên nha, cỡ xuống á. Thế là lấy chồng rồi đó. Này, ở đó. Quay đối diện. Ủa chị Trúc bên mình ba chị. Đổi size nhỏ hơn. Mình gì chị Trúc rồi. Đổi size nhỏ hơn cái đó một xíu cho chị nha. Chị đó chị nói là chị nhắn tin cho chị Nguyên rồi. Cái gì chị nhắn tin cho chị Nguyên nha. Em cũng không biết nữa, chị đó chị nói nhắn tin cho chị Quyền rồi, chị nhắn tin cho chị Quyền chị hỏi thử. Chị chúc bên mình ba nha. Mỗi lần quần xì chị chúc bây giờ. Sáng mua xoài như cái gì? Anh mua xoài đấy về tí nữa là mình cúng xong mình ăn luôn, chiều ăn luôn, mai mua cái khác. Không đáng cái bữa đâu nè, cái bự khoảng mấy ngày hả? Mua cái bình thường em trưng mấy ngày liền á. Chị cứ mua bữa rồi, ở dưới em đâu biết. Cái bài về đây. Về nhá. Nhưng chị, cái quần nha, nha. Rồi. Đổ xa nhỏ. Chưa, để đậu ấy. Có cái quần gì mà lên mặt xuống. Nó nhiều lần như vậy. Đang lên, đang lên V3 rồi. Còn như thế biết rồi. Còn nói nữa. Quên đi chưa. Đừng nói nhiều lần. Cười đấy, cười vừa thôi. Nói nhiều lần đi chứ. Hơi cúi đầu. Gì chứ? Từ từ bình tĩnh. Vậy em phóng bự á. Không phải. Cắt một cái đường thẳng trong một cái sông, cắt tóc là khó nhất. Sạch 100%. Em đang nói cho một cười. Thôi một cười ít thôi. Bây giờ cũng quay vào cái đường kéo của anh ấy. Mình quay ngang ở bên này. Đấy. Mình thấy cái đường cắt. Đây, tóc là undercut cho mọi người. Cắt ở bên trong này. Nha, đây nè. Lên giờ bên ngoài là mịn màng. Cắt rất đơn giản, cả lát trước cắt.
ăn được cắt, nó ăn gọi là kỹ thuật cắt lớp trồng lớp, under layer, xin lỗi là under layer, tầng lớp ẩn bên trong mà vẫn tạo ra một hiệu ứng một cái top bob classic bình thường, nhưng mà nó có độ mềm mại và trong độ phòng tự nhiên mềm mại. Gì đây? Đồ ăn của Thái. Ai biết nó vậy? Thì nên thông báo đồ ăn của Thái em biết không? Anh đừng có làm như cùng người nói em ngại muốn chết đi nhỉ? Không đứng đứng ra. Đẹp đẹp lắm chị. Cảm giác nó ô dế. Quay gần nào. Này này. Quay phim kiểu này làm sao đời này. Đúng không? Tiểu chứ. Đi học tóc với lên đầu quay phim không à. Làm sao mà người ta biết được. Ok. Không có nói lung tung nha. Là làm video. Chồng con em nó ít gọi là